Thưa quý vị, với những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVID-19 ở các nước trên thế giới thì chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong công tác phòng chống dịch. Và theo thống kê của trang worldometer.info thì đến tới nay, toàn cầu đã ghi nhận hơn 77,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 1,7 triệu trường hợp đã tử vong và 54,1 triệu bệnh nhân đã bình phục. Và cụ thể thì trong những ngày qua thì toàn thế giới đang dồn sự chú ý vào các thông tin liên quan tới biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 khi mà nó có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng gốc và được phát hiện đầu tiên ở Anh. Mới đây, các quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ cho biết đang xem xét rất thận trọng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan tại nước Anh. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, cố vấn khoa học trong chiến dịch thần tốc, tiến sĩ Monsef Salowi cho biết các quan chức Mỹ vẫn chưa biết biến thể trên đã có tại Mỹ hay không. Theo ông Monsef Salowi, cho đến nay dường như không có biến thể nào của virus SARS-CoV-2 kháng lại được các loại vaccine hiện có. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của hãng tin ABC News khi được hỏi về việc liệu Mỹ có thể tạm dừng các chuyến bay từ Anh như một số nước châu Âu đang xem xét hay không, Đô đốc Brad Girard, trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ cho rằng Mỹ chưa cần phải áp dụng biện pháp này. Chính phủ Canada vừa tổ chức cuộc họp kín của nhóm ứng phó sự cố với sự tham dự của các bộ trưởng Y tế, Giao thông, Ngoại giao, Liên chính phủ và An ninh công cộng. Theo đó, nước này tạm thời đóng cửa biên giới trong vòng 72 giờ với toàn bộ các chuyến bay thương mại và chuyến bay tư nhân chở khách từ Vương quốc Anh trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm ngăn chặn một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào quốc gia Bắc Mỹ này. Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ 12 giờ đêm ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương. Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết trong 3 ngày qua, nước này luôn trong tình trạng cảnh báo cao nhất theo hệ thống cảnh báo gồm 5 cấp độ về dịch COVID-19 trên toàn quốc. Giới chuyên gia cho rằng xu hướng trên là dấu hiệu cho thấy nguy cơ bắt đầu xảy ra làn sóng thứ 3 tại quốc gia Trung Âu này. Do đó, cần tiếp tục siết chặt các biện pháp hạn chế. Bộ trưởng Y tế Séc Jan Blatný cũng kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và nên ở nhà với gia đình trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Ông Blatný quan ngại rằng việc người dân tiếp xúc nhiều trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh có thể khiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này vượt tầm kiểm soát. Cục trưởng Cục Phòng chống dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Thôi Cương nhấn mạnh, kinh nghiệm của nước này cho thấy, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tuân thủ giãn cách xã hội là những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo đang bắt đầu tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho những người có nguy cơ mắc bệnh, song chưa nêu cụ thể số lượng người sẽ được tiêm chủng, thời điểm tiêm cũng như loại vaccine. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, tình hình dịch tễ ở nước này nhìn chung ổn định, mối đe dọa chính đối với nhà chức trách hiện nay là xác suất virus SARS-CoV-2 du nhập từ nước ngoài.